Kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi chuyên mục An ninh Cao Bằng. Chuyên mục tuần này gồm các nội dung chính sau đây. Vừa qua, khối công an các huyện tổ chức hội nghị ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2024. Đại tá Lương Văn Thiểm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo phòng công tác Đảng, công tác chính trị, Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình, đại diện lãnh đạo công an các huyện trong khối. Với khẩu hiệu hành động xây dựng lực lượng công an các huyện thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, năm 2024, khối thi đua công an các huyện tiếp tục nắm, phân tích, đánh giá tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về các giải pháp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phấn đấu kéo giảm 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội, 100% tố giác tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận xử lý, trong đó tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 75%, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, thực hiện tốt đề án 06, kiềm chế tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn các cơ sở giam giữ, tổ chức tốt công tác thi đua khen thưởng, công tác xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu công tác do Công an tỉnh giao trong năm 2024. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Lương Văn Thiểm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian tới, Công an các huyện trong khối cần chủ động triển khai thực hiện các nội dung, hình thức phát động, duy trì phát triển phong trào thi đua sâu rộng của từng đơn vị, làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn tại địa phương. Thưa quý vị và các đồng chí, xác định rõ vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, thời gian qua, Công an xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng đã chủ động, linh hoạt bám nắm địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, không nghe theo các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào tổ chức bất hợp pháp, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng triển khai công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. Xóm Lũng Trần, xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng có 20 hộ, 102 nhân khẩu, 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Những năm trước, cái đói, cái nghèo cứ đeo bám lấy đồng bào người Mông xóm vùng cao này. Điều đó tạo cơ hội cho tổ chức bất hợp pháp tuyên truyền tà đạo, mê tín dị đoan, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự trên địa bàn xã Lũng Nặm. Thực hiện chủ trương bám sát địa bàn, giữ vững an ninh trật tự từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở, Công an xã Lũng Nặm đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, cử cán bộ tăng cường xuống xóm Lũng Trần, gặp gỡ người dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tích cực vận động người có uy tín trong xóm tham gia tuyên truyền, vận động bà con dân tộc Mông thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không vượt biên trái phép, chủ động trong phòng ngừa tội phạm, không để đối tượng thù địch lợi dụng, kích động, dụ dỗ, lôi kéo tham gia hoạt động bất hợp pháp. Đến nay, 100% các hộ dân tộc Mông Lũng Trần đã ký cam kết không tin theo tổ chức bất hợp pháp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mông. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước cùng địa phương đã có nhiều chủ trương, chính sách đầu tư phát triển kinh tế xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ vậy, đời sống các hộ dân tộc Mông xóm Lũng Trần đã có nhiều thay đổi. Người dân đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, góp phần từng bước xóa đói, giảm nghèo cho bà con nơi đây. Tình hình chính trị an ninh trong xóm trong thời gian vừa qua thì đặc biệt là vấn đề bức xúc nhất là vấn đề bà con, một số bà con là được kẻ xấu lôi cuốn đi theo kẻ bất pháp của dân mình thì được Đảng, Nhà nước rồi cũng như là công an xã rồi là các ban ngành đoàn thể thì cũng tuyên truyền vận động dân là bắt đầu trở lại ký cam kết rồi là từ bỏ không theo đảo bất pháp riêng mình nữa. Trong thời gian vừa qua thì cũng được Đảng, Nhà nước quan tâm như là hỗ trợ các loại giống cây trồng như là giống ngô lai là thay thế cho giống của địa phương,
rồi là trong đầu tư các vốn, tận dụng các chương trình của chính phủ cấp trên thì cũng đầu tư vào nuôi, rồi ví dụ là nuôi trâu bò này, rồi là các loại cây trồng khác. Để dân được ổn định cuộc sống thì những năm qua cấp ủy chính quyền địa phương xã đó chúng tôi đã ưu tiên thì các nguồn lực để đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là dân tộc Mông, để hỗ trợ sinh kế cho bà con về sinh kế như là cây giống, con giống, ưu tiên xây dựng đường giao thông nông thôn là đường bê tông đến các xóm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp nhân dân ổn định cuộc sống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn, từ đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Lũng Nặm là xã vùng cao biên giới của huyện Hà Quảng, được sáp nhập với xã Kéo Yên từ năm 2020, có đường biên tiếp giáp với Trung Quốc, dài trên 9 km. Toàn xã hiện có 635 hộ, 2.855 nhân khẩu, cư trú tại 12 xóm, trong đó người Mông chiếm 4,4% dân số của xã. Trước khi lực lượng công an chính quy về xã, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khá phức tạp, nổi lên là tệ nạn trộm cắp, cố ý gây thương tích, hoạt động tổ chức bất hợp pháp, gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Trước tình hình trên, với chức năng, nhiệm vụ được giao, từ khi về cơ sở đến nay, lực lượng công an xã Lũng Nặm đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, chủ động trong thực hiện các giải pháp phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đồng thời thường xuyên phối hợp các ban ngành đoàn thể địa phương và các xóm làm tốt công tác vận động, hướng dẫn người dân tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, thường xuyên thông tin tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác và có biện pháp phòng ngừa. Từ năm 2020 đến nay, lực lượng công an xã đã điều tra làm rõ 24 vụ với trên 50 đối tượng, chủ yếu về hành vi cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản. Để đảm bảo công tác giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, thì công an xã đã thường xuyên chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương về các mặt công tác của cấp trên, xây dựng các kế hoạch đấu tranh tấn công trấn áp tội phạm hàng năm, thì công an xã cũng đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương, đồn biên phòng, các thôn, các nhà trường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn xã, nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân về công tác phòng ngừa tội phạm, cũng như ý thức của nhân dân trong tố giác tội phạm. Song song với đó, công an xã Lũng Nặm thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin với đồn biên phòng Lũng Nặm trong công tác phòng chống tội phạm, quản lý xuất nhập cảnh và tuần tra bảo vệ biên giới, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương về công tác quản lý xuất nhập cảnh, 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền, nhất là các văn bản pháp luật về cấm buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ, vận động quần chúng nhân dân không xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Từ năm 2023 đến nay, hai lực lượng phối hợp tuyên truyền được 24 buổi, thu hút 1.256 lượt người tham gia. Mặt khác, công an xã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, như mô hình tổ thanh niên xung kích đảm bảo an ninh trật tự, xóm Ràng Rụng, mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy tại xóm Cả Giỏng. Các mô hình được xây dựng phù hợp với thực tiễn địa bàn đã phát huy tính tự giác, vai trò sức mạnh của quần chúng nhân dân trong giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Trên địa bàn xã Lũng Nặm có chợ Đầm Nhúng, thì với nhu cầu của bà con là có phát triển dịch vụ cửa hàng tạp hóa rất là nhiều và dịch vụ karaoke để phát triển kinh tế. Thì với nhu cầu là để phòng cháy chữa cháy thì xã đã thành lập đội tự quản phòng cháy chữa cháy từ năm 2023 với thành viên là 10 thành viên trong đội tự quản. Sau khi thành lập thì đội tự quản đã tuyên truyền cho bà con
nhân dân trên địa bàn là về cái nhất là cái vào mùa hanh khô thì không để những vật dụng như rơm rạ vào trong nhà để phòng cháy chữa cháy, và tuyên truyền hướng dẫn cho các cửa hàng tạp hóa bán hàng trong chợ và trong gia đình cách bày bán để cách xa cái dây điện để phòng cháy chữa cháy, đảm bảo cho không để cháy trên địa bàn xã xảy ra. Bằng những việc làm hiệu quả, thiết thực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, Công an xã Lũng Nẵm đã để lại những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân, phát huy đi đầu trong tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân, qua đó giúp hạn chế phát sinh những vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh trật tự, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội xã vùng biên Lũng Nẵm. Kính thưa quý vị và các đồng chí, việc đưa lực lượng công an chính quy về cơ sở đã góp phần giúp tình quân dân thêm gần gũi và gắn kết. Hình ảnh người chiến sĩ công an không chỉ nghiêm túc, quyết liệt trong đấu tranh với các loại tội phạm, mà còn trở nên gần gũi, thân thiện, không ngại xả thân ứng cứu người dân, hết mình vì nhân dân phục vụ. Đã xuất hiện nhiều tấm gương người tốt việc tốt từ cơ sở với những hành động đẹp, việc làm ý nghĩa. Trong đó có thể nhắc đến đồng chí Thượng úy Nguyễn Danh Tùng, cán bộ công an tăng cường, hiện đang công tác tại công an xã Cách Linh, huyện Quảng Hòa, đã kịp thời có mặt tại hiện trường vụ tai nạn giao thông để cứu sống nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Lúc đấy thì mình cũng khá là sợ, bởi vì giữa một cái nạn nhân đang nằm máu me đầy mặt mũi như thế, mà khuôn mặt thì cũng sưng vù lên, cũng chẳng biết là bao nhiêu tuổi, cũng chẳng biết là cái người này là như thế nào, thì mình cũng lo lắng là có thể là người ta có những họ mang những cái căn bệnh gì đó, hoặc là cái hành động của mình chẳng may mà làm cho nạn nhân mà bị nặng hơn, thì hoặc là nạn nhân mà có mệnh hệ gì thì nhiều khi là gia đình người ta có hiểu cho mình không, người ta lại nghĩ là vì cái hành động của mình mà nạn nhân bị nguy hiểm, thì mình cũng rất là đắn đo. Cái thời điểm đấy mình, sau cái thời khắc đắn đo như thế thì mình thấy là nạn nhân đang thở rất là yếu rồi, và mình nghĩ là nếu mà mình không làm ngay ấy, thì có thể là nạn nhân sẽ bị nguy hiểm tính mạng. Và sau đấy thì mình quyết định là sẽ phải chấp nhận tất cả những cái rủi ro kia để có thể cứu được cái người nạn nhân này. Đó là suy nghĩ chớp nhoáng của Thượng úy Nguyễn Danh Tùng, cán bộ công an xã Cách Linh, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng, trước khi quyết định chấp nhận tất cả những rủi ro trước mắt để cứu mạng người bị nạn. Một ngày đầu tháng 5 năm 2024, sau gần 5 tháng xảy ra sự việc, đi cùng đồng chí Nguyễn Danh Tùng đến thăm nhà của anh Lương Ngọc Vũ tại thị trấn Hòa Thuận, huyện Quảng Hòa. Anh Vũ là người dân gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, được đồng chí Tùng, công an xã Cách Linh sơ cứu vào đêm 29 tháng Chạp, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, nay đã hồi phục sức khỏe trở về nhà. Gặp gỡ cô Đoạn Thị Nhung, đây cũng là lần đầu cô Nhung gặp ân nhân cứu mạng con trai mình. Phóng viên chúng tôi không khỏi xúc động và cảm nhận được sự cảm kích của cô đối với anh công an xã đã cứu sống con trai mình. Cô muốn cảm ơn gia đình cháu Tùng có một đứa con quá là nhiệt tình, quá là tốt, đã cứu đứa con của cô. Cô không nói lên lời nữa. Không biết gì hết. Xong là xuống xe, xong là cháu Tùng cũng bảo đi theo thằng em lộ, vào tận giường bệnh lộ, không rời một tí nào lộ. Tinh thần thì rồi ôi, lộn trộn hết cả rồi. Cháu Tùng còn động viên nữa. Đó. Cũng lo đúng không? Quá lo, con thì nhìn còn không thấy mặt da mặt con nữa rồi. Sưng lên xong là tím tái hết. Xong thế mà còn đấy, máu phải ra mồm ra mũi, cháu Tùng còn cúi xuống mất được. Những người khác thì dám không này? Nhưng mà ai dám can đảm như thế? Chỉ có cháu Tùng tốt quá mới làm như thế thôi. Trời ơi, bà ban ơn cả đời luôn đấy con à. Tối hôm đấy là 29 Tết, lúc đấy là tôi đang, khi đó là tôi đang trực ở xã.
và có nhận được tin báo là có vụ tai nạn ở trên địa bàn. Thì sau đó thì tôi cũng báo cáo chỉ huy rồi nhanh chóng là đi ra hiện trường ngay. À, cái thời điểm tôi đến hiện trường ấy thì có một nạn nhân đang nằm đấy, đang nằm ở giữa đường và lúc này là đã hoàn toàn là bất tỉnh rồi. À, lúc này kiểm tra qua thì tôi thấy là nạn nhân cũng gặp đa chấn thương, khuôn mặt thì cũng bị sưng phù hết và máu mũi, máu miệng trào ra rất là nhiều. Lúc này thì nạn nhân vẫn còn thở, cái hơi thở cũng rất mạnh nhưng mà trong cái hơi thở nó có những cái tiếng khọt khẹt và kèm theo là trong từng nhịp thở thì có máu từ mũi bắn ra nữa. Thì tôi cũng nhận định là nạn nhân bị xuất huyết bên trong và máu đang tràn vào cái đường thở. Cái nếu mà không kịp làm khai thông cái đường thở này thì có thể là nạn nhân sẽ không thở được và cản trở hô hấp. Thì lúc này thì tôi đầu tiên là tôi cũng tìm cách để lật nghiêng đầu nạn nhân để máu và cái dịch nó có thể chảy ra được ấy. Nhưng mà cái cách này không hiệu quả lắm bởi vì nạn nhân vẫn rất là thở rất là khó khăn. Thì lúc đấy thì tôi cũng không có dụng cụ gì cả, thì tôi cũng chỉ còn cách là dùng miệng của mình. Tôi kề miệng vào, hút máu từ mũi và từ miệng của nạn nhân. Vừa hút vừa theo dõi. Đấy thì mình cứ kiên trì hút như thế cho đến khi mà đợi xe cấp cứu đến. Đã cứu sống con trai mình bằng ý chí kiên cường, mạnh mẽ, hết lòng vì nhân dân, người chiến sĩ công an Nguyễn Danh Tùng ngay lúc đó đã quyết định dùng miệng mình hút hết máu và dịch trong mũi nạn nhân ra ngoài, tạm gạt đi những rủi ro cho bản thân. Khoảnh khắc ấy trong suy nghĩ của Tùng, bằng mọi cách phải giữ được tính mạng cho người gặp nạn. Câu chuyện chiến sĩ công an cứu người gặp nạn ngay sau đó đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Và điều đáng nói hơn khi biết được đồng chí Nguyễn Danh Tùng sinh ra và lớn lên tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Hiện là cán bộ của Bộ Công an đang tăng cường công tác tại xã Cách Linh, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Sức trẻ và tinh thần đầy hoài bão đang sục sôi trong đồng chí chính là động lực để Tùng xung phong tham gia chương trình tăng cường công an chính quy tại các xã biên giới. Sinh năm 1993 tại Hà Nội, trúng tuyển vào trường Đại học Phòng cháy chữa cháy vào năm 2011. Chàng thanh niên 18 tuổi Nguyễn Danh Tùng chính thức được đứng vào hàng ngũ lực lượng công an nhân dân. Trải qua 5 năm học tập, khi ra trường, đồng chí được tổ chức điều động công tác tại Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an. Sau khi tốt nghiệp đại học thì mình cũng về công tác tại cục ngay. Đại cục luôn thì mình cũng chưa từng có thời gian đi cơ sở, chưa từng có thời gian công tác tại địa phương. Thế nên là trong cái đợt có kế hoạch của Bộ Công an về việc cho cán bộ đi tăng cường thì mình cũng rất là mong muốn là được tham gia. Và mình cũng đã xung phong đi từ đợt 1 là từ năm 2021 đến 2023 thì mình mới được cử đi. Thực sự thì thời gian đầu lên thì cũng hơi có những cái bỡ ngỡ, cũng lo lắng bởi vì mình cũng chưa bao giờ làm việc ở một môi trường công an xã cả. Nhưng mà cũng được các đồng đội và chỉ huy động viên và bà con ở đây cũng rất là hiền lành và cũng rất là quý mến công an. Và nhờ có sự giúp đỡ của các đồng đội, các sự chỉ dẫn của chỉ huy và của bà con thì mình cũng bây giờ thì mình cũng quen công việc rồi. Là người con trai duy nhất trong nhà, bố mẹ đều đã lớn tuổi, Tùng chia sẻ anh luôn cảm thấy mình chưa làm tròn bổn phận của người con, một trụ cột gia đình. Nhưng với tinh thần của người chiến sĩ công an nhân dân, không ngại khó khăn gian khổ trong mọi hoàn cảnh, đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì. Sau khi được sơ cứu kịp thời, đúng cách và nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Hòa cấp cứu, nạn nhân là anh Lương Ngọc Vũ đã qua cơn nguy kịch. Khi anh Vũ tỉnh lại và hồi phục, gia đình rất cảm kích trước hành động quên mình cứu người của đồng chí Tùng, gia đình đã gửi thư cảm ơn đến Thượng úy Nguyễn Danh Tùng. Bên cạnh những cảm xúc hào hứng, mong muốn được thử thách bản thân, được cống hiến cho quê hương đất nước là những phút lo lắng, bỡ ngỡ khi lần đầu tiên Tùng xa nhà, nhận công tác tại một xã biên giới của tỉnh Cao Bằng. Nơi anh nhận công tác là xã Cách Linh, huyện Quảng Hòa, một xã có địa bàn rất rộng, dân cư rải rác, thưa thớt chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, có nhiều thôn xóm vùng sâu, vùng xa, nên tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều phức tạp. Khó khăn là vậy, nhưng Tùng luôn nhận được sự quan tâm, động viên rất lớn
của những người đồng chí đồng đội và nhân dân tại Cao Bằng. Đến nay, sau thời gian hơn 5 tháng công tác tại địa bàn, được sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo chỉ huy, các đồng đội tại đơn vị cũng như của bà con nhân dân địa phương, Thượng úy Tùng đã từng bước khắc phục những khó khăn ban đầu, cố gắng phát huy sở trường, năng lực công tác để góp phần gìn giữ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn. Mình là con trai duy nhất ở trong nhà và bố mẹ thì cũng rất lớn tuổi rồi. Thì đương nhiên là mọi người cũng không muốn mình phải đi xa. Nhưng mà lo lắng thế nhưng mà bố mẹ mình cũng vẫn phải động viên và vẫn ủng hộ cái việc là mình đi công tác ở miền cao. Bố mẹ mình cũng động viên và quan tâm rất là nhiều để cho mình có thể yên tâm tư tưởng mình công tác ở đây. Thì mọi người cũng lo là mình sẽ không quen với môi trường. Thế nhưng mà sau đó thì qua cái thời gian đầu tiên khi mà mình quen công việc và mình cũng trở về gia đình và nói chuyện với bố mẹ thì mọi người cũng yên tâm hơn. Và đương nhiên cái điều mà mình cảm thấy đáng quý nhất là những cái tình cảm, những cái sự ủng hộ mà người dân đã dành cho mình. Vốn là lính phòng cháy, Tùng đã chủ động tham mưu lãnh đạo công an xã, tổ chức tuyên truyền, tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy cho cán bộ và nhân dân trong xã. Tùng còn trực tiếp tham gia các buổi tập huấn, diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở các xã lân cận, được cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Đồng chí Thượng úy Nguyễn Danh Tùng, quê quán ở Hà Nội, từ khi được Bộ Công an phân công điều động công tác về các xã biên giới, cụ thể là xã Cách Linh, đồng chí đã kịp thời ổn định tinh thần, yên tâm công tác, phát huy năng lực chuyên môn đã được học tập tại trường công an về phục vụ bà con nhân dân xã biên giới, nhất là trong dịp trực Tết Nguyên đán 2024. Đồng chí đã tự nguyện xung phong ở lại trực cùng các đồng chí trong công an xã. Khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại xóm Đông Chiêu của xã Cách Linh, nạn nhân cũng bị thương nặng, đồng chí đã áp dụng những cái khả năng, những cái kỹ thuật sơ cứu ban đầu của mình để kịp thời cứu chữa cho nạn nhân. Hành động dũng cảm của đồng chí Nguyễn Danh Tùng đã thật sự tạo sự lan tỏa cảm kích và được sự ghi nhận lan tỏa trong quần chúng nhân dân. Sau cái buổi tối xảy ra sự việc như thế thì mình lại trở lại về xã và tiếp tục trực thôi. Đến trưa hôm sau thì mới có một số bạn bè đồng nghiệp gửi cho mình cái link chia sẻ trên mạng xã hội, thì mình biết là hóa ra là có người dân quay lại và đưa lên mạng. Thì mình cũng vào đọc những cái bình luận thì mọi người cũng khen ngợi rất là nhiều, thì mình cũng thấy rất là vui bởi vì người dân đã ghi nhận và đánh giá cao cái hành động của mình. Còn thực tế thì để mà nhận những cái lời khen đấy thì mình cũng thấy hơi ngại, bởi vì nó cũng chỉ là một cái hành động thực sự là rất nhỏ bé mà mình thực hiện đúng cái nhiệm vụ là bảo vệ người dân thôi. Trong thời gian qua thì bên cạnh công tác chuyên môn thì cán bộ chiến sĩ công an huyện Quảng Hòa thì cũng luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động giúp đỡ quần chúng nhân dân, và đó có nhiều cá nhân thể hiện sự mưu trí dũng cảm, không ngại khó khăn gian khó để giúp đỡ nhân dân. Và trong đó là điển hình là có trường hợp của đồng chí Nguyễn Danh Tùng là cán bộ của Bộ Công an tăng cường tại công an xã Cách Linh. Hành động của đồng chí cũng đã mang một ý nghĩa hết sức là nhân văn, thể hiện rõ là cái tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân, hết lòng vì nhân dân phục vụ. Thì ngoài ra thì công an huyện còn có những cái tấm gương tiêu biểu khác, như các cán bộ chiến sĩ mà đem con chữ về với bản làng ở trong cái lớp học xóa mù chữ. Ở đây có thể nói là những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, tạo cái sự lan tỏa cũng như là giúp đỡ để cho cán bộ chiến sĩ đồng hành cũng như là nói theo, thể hiện cái sự nỗ lực cố gắng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Ghi nhận, đánh giá cao hành động cứu người kịp thời của Tùng, ngày 26 tháng 2 năm 2024, lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Thượng úy Nguyễn Danh Tùng về thành tích xuất sắc trong công tác cứu nạn cứu hộ, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Câu chuyện và hành động đẹp của đồng chí Nguyễn Danh Tùng
đã khép lại chuyên mục An ninh Cao Bằng tuần này. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.